phê luôn. Nãy về trễ quá hết chỗ đậu xe luôn. Lên phụ trên đậu quá. Ừ, thường đậu bên đây nè, thường đậu bên đây nè. Là hết chỗ rồi. Quên luôn chạy. Và tối nay đậu luôn. Xa quá trời. Ui. Ngoài đậu xe. Kinh thiệt chứ. 17 mình tính là nhiều xe hơi dữ trời. Ai về trễ quá nên hết chỗ đậu luôn. Dữ dàng thiệt, đậu tốt bên đây luôn. Tốt bên lắp S3 của em mà. Đậu vô luôn. Ghê thiệt. Đậu mà luôn. Ú. Khuya mà còn ngồi xuống rồi. Đi ghé. Đi đi. Đi bảy mình sống. Quá trời. Quá trời xe. Tưởng đâu full luôn chứ bánh đậu dài dài tốt bánh luôn. Trời ơi, ở nhiều dữ. Hả mấy không có gì trễ không biết. Ủa, lên trên luôn hả ta? À. Ủa, đem nhớ mà, đi. Người ta nó phụ à, không? Không, có vẻ là vậy mà. Nó phụ vậy hả? Ừ. Cái hàng máy này đi trước, người ta cấn 3 năm rồi. Ông hang tùy hang, hang này hang dựng hàng thì nó chứa nhiều hơn, còn hang bên, này dành bên cho kia đã người. Mà. Đúng rồi. Dành cho mấy người chở hàng á. Ví dụ vận chuyển đồ là phải đi bằng hang này. Còn nếu mình đi đi bình thường đi bên kia. Ờ, nó để bên kia thang dân cư. À, chuyển tại mới dưới quê lên em ơi. Mới dưới. À, mới dưới quê lên. Ừ. Lạ lên nhà ngủ thôi. Rồi, chúc em cũng ngon. Tại tại giữ phím rồi. Sao mày? Đó, sát bên mà. Trả hàng lại đi. Rồi. Vô. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và CTN Đen. Bye bye nha.